Hiện tượng sụt lún xảy ra tại km 22 600 trên tuyến tỉnh lộ 152 đoạn địa chạy qua địa bàn xã Bản Hồ, thị xã Sapa. Hiện tượng này nó đã tạo ra những cái chiếc rãnh sâu hoắm như thế này và vô tình trở thành những chiếc bẫy đối với người tham gia giao thông. Và trên thực tế đã có không ít những cái vụ tai nạn giao thông xảy ra khi lưu thông qua cái cung đường này. Nếu như mình không để ý và lâu ngày mình đi, chắc chắn là sẽ không để ý đến con đường này là sẽ xảy ra tai nạn. Bởi vì nếu chúng tôi đi quen rồi ấy, thì không nghĩ là con đoạn này nó đã bị như thế này. Nếu mà một khi trong đêm mà đi thì quá nguy hiểm cho tính mạng con người. Chuẩn bị đến mùa lũ thì đối với chính quyền địa phương rất là lo lắng về cái con đường này để cho nhân dân đi lại, thì để muốn khắc phục được ấy thì cũng nhờ các cái cấp để xem xét và để tiếp tục củng cố lại con đường này cho nhân dân đi lại cho nó thuận tiện. Đối với lại cái vị trí mà km 22 cộng 500 đến 22 cộng 700 này thì quan điểm của chúng tôi là chỗ này thì chúng ta phải, để đảm bảo giao thông thì phải nắn tuyến dịch vào bên trong. Chứ còn thì để xử lý thì cũng rất là khó vì cái phạm vi mà cái điểm cung trượt, chân cung trượt này nó lại nằm ở trong lòng hồ của thủy điện Bản Hồ. Thế nên rằng là cũng không thể xử lý từ dưới đấy được, mà xử lý như thế thì cũng không đảm bảo an toàn. We'll be right back.